con này chạy phê quá mọi người, có nhiều cái hay hay về con này lắm. Oh no, ở trên có mấy anh giao thông mọi người. Đâu để mình coi phản ứng của mấy anh giao thông khi thấy xe mô tô phân khối lớn nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Mình đi qua đường mình xin nhanh đàng hoàng mà tự nhiên anh kia chửi bà mẹ nó. Ai cũng vội. Trời ơi đừng cản tôi nha mọi người. Và chừng vô tôi thấy xe tôi khoái quá, mua thêm một con Rubicon để có thể đi chở xe mô tô cho mọi người nha. 1 dĩa đây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc, bên kia 9 chiếc, 10 chiếc ha. Hôm nay đi BM quay cho Jeep mà thấy đua ti là bu vô mọi người. Đó. Đây là con Rubicon ha mọi người. Wrangler thì con này nó đã được gỡ hết, coi như là trơ trọi ra luôn rồi, trơ trọi luôn ha. Đó, đây là những cái phụ kiện gắn thêm cho xe. Rồi, nói chung là cái con này nó đang được đổ thêm về cản trước nè, mặt nạ và thêm cống thở. Đúng cống rồi. Thở này với một số anh em chưa biết thì nó chỉ hoạt động khi mà chúng ta bị ngập nước, đúng không? Mình đi vô những cái địa hình xấu. Đây là trước này là mình đang zin hoàn toàn 100% nha. Và đa phần khi mà khách Jeep á, mua xe Jeep thì về hay đổ theo cái phong cách cá nhân hóa của mình. Mình nói bằng manual một cái cách rất là đơn giản. Đúng rồi, nếu em là nữ á, thì em cũng có thể tháo được hai cái miếng ở phía đầu này rất là dễ chịu. Tiện thể cho em báo sơ luôn là hiện tại cái dòng Jeep Gladiator Rubicon này á, ở thị trường Việt Nam nó chỉ còn khoảng 2 xe là mới hoàn toàn thôi. Wow. Yeah. Ok, chúng trước mặt chúng ta là có hai dân chơi thực thụ nha, một vàng và một màu đen nhưng mà biển màu đỏ ha mọi người. Cái con màu vàng màu đen này thì có nhiều cái nói hơn ha. Đây là một ông chú rất là mê những cái dòng xe cổ ha mọi người và rất là chịu chơi nha. Con xe này là chú chơi cũng được 2 năm mấy ha mọi người. Từ cái hồi dịch là chú build nha và upgrade lên một cái version mới ha mọi người. Và con này thật sự luôn là dành cho những người mà nhiều tiền nha mọi người. Rất nhiều tiền mới có thể chơi những cái con xe này mới đáp ứng được hết tất cả các thứ nha mọi người. Về riêng cái việc mà đăng kiểm không á, rất là phê rồi ha. Con xe này giờ đăng kiểm chắc 3 tháng tới 6 tháng thôi. Mình đã uống cà phê với chú một lần ở Phan Xích Long ha mọi người. Mỗi lần chú tới là lúc nào cũng make some noise hết. Hơi ồn ào xíu nhưng mà rất là đỉnh. Và nhìn cái cách của chú rất là chân chất ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục trên con đường cảnh cũ nhưng mà một chiếc xe mới. Mình đang đi con GFA 1250 ha mọi người. Thì đây là cái con xe mình đã review khá nhiều ở những cái tập trước rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ mượn cái con xe này của bạn Kỳ Cục Kẹo ha. Mấy xe trước là xe của mình bán rồi, còn cái xe này là xe của người đang sử dụng luôn ha. Thì xe này là xe của bạn Kỳ Cục Kẹo, một người bạn chí thân của mình và cũng là thành viên của hội BMW Motorrad Sài Gòn ha. Trước mắt là gửi lời cảm ơn Kỳ với lại những anh em trong hội BMW hỗ trợ và cũng như tạo điều kiện cho Vương Khang nha. Con này chạy phê quá mọi người, có nhiều cái hay hay về con này lắm. Thứ nhất đó là thường á, người ta chơi xe thường người ta sẽ vô bô đúng không? Nhưng con này không vô bô nha mọi người. Mọi người nghe tiếng phê không? Con này nó chỉ vô cái cổ thôi ha, cổ của bô full system luôn. Thì có nghĩa là cái hệ thống bô này đang được can thiệp rồi ha, can thiệp ở cái cổ để ra, còn bô zin vẫn giữ lại nha mọi người. Bởi vì ra cái âm thanh nó rất là uy lực. Và con xe này của Kỳ cũng rất là tâm huyết. Từ lúc mà Kỳ lấy tới bây giờ thì mình với Kỳ cũng gắn mấy cái đồ chơi linh ta linh tinh ha. Và giờ để coi đi được nhiêu ngàn rồi nè. 37.600 km nè ha. Lúc mà Kỳ lấy con này là chỉ mới có 20.000 nha mọi người. Giờ là rất mới luôn. Rất mới là vì sao? Có nghĩa là một con xe để đi tour thì chắc chắn là phải đi nhiều ha mọi người. Xe để vận hành mà. Nếu mà mua mấy con xe này mà về mà không đi xa thì nó quá uổng. Đi vòng 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 trong phố giống Khang thì hơi uổng ha. Xe đang được đi một cái bộ tem nhìn rất là gang mọi người. Hơi kiểu cách của Iron Man chút xíu ha, rất là đẹp luôn. Oh no. Ở trên có mấy anh giao thông mọi người. Đâu để mình coi phản ứng của mấy anh giao thông khi thấy xe mô tô phân khối lớn nha. Trước mặt mình là hai con ha. Một xe của mình và một con CBR 650R đằng trước rồi lên cái đuôi đèn mọi người. Cái đuôi sau thành 1000cc ha. Để coi phản ứng của mấy anh như thế nào. Thí dụ mà bắt mình vô thì mình cũng đưa giấy tờ đồ đầy đủ ra. Rồi rồi, mày xong rồi. Rồi mấy anh vẫn đứng nha mọi người.
thích một cái xe này đó là cái kính này nè mọi người, kính lồi ra mình có thể quan sát sơ bộ những cái đoạn đường mà mình qua, có thể thấy được những cái diễn biến đằng sau. Đây đèn đỏ ha mọi người, đó đèn vàng là mình vẫn cứ dừng, dừng mình đậu sát cho đây xíu, cơ bản mình đậu gì cũng hơi sai rồi. Thằng bạn mình nó có 1m6 mấy, gần 1m7 á mọi người, mà nó chơi con GTA này luôn ha. Thì hãng công bố á, GTA là chỉ cần 1m65 trở lên là có thể chơi được nha mọi người. Hãng công bố tiên chiến vậy luôn ha. Tại vì cơ bản cái con này nó có thể có hai cái option yên, bản thấp và bản cao ha. Con này là bản thấp, ngồi rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Rồi chưa. Ok xong rồi. Wow. Rất phê nha. Rồi lên đây thử nè. Đó. Mọi người đã thấy sự tiện lợi của GS 1250 chưa? Rất tiện luôn. Rất tiện, rất tiện. Ok thì bây giờ mình sẽ đi qua thẳng quận 4 mọi người. Hôm nay có một cái buổi cà phê cùng với những người anh em đặc biệt của mình. Và cái chỗ uống cũng đặc biệt đó mọi người. Đó chính là hãng Jeep nha. Hãng ô tô Jeep nha mọi người. Ở đây đang có tổ chức sự kiện cà phê giao lưu cùng anh em câu lạc bộ mô tô 999. À. Và Khang cũng trong câu lạc bộ mô tô 999 thì Khang cũng được mời và Khang lại đi quay phim cho mọi người coi thôi. Trước tiên là mình phải đi ngang qua cái chỗ mà thường mình uống cà phê là mình sẽ ngồi đây vào cuối tuần mọi người. Thì hôm nay mình không uống, mình cũng đi ngang qua coi có anh em nào ngồi không nha. Quán này rất là hay mọi người, thì có nghĩa là anh em không có hẹn gì đó, cứ ra có ai ngồi thôi ha, lúc nào cũng có người ngồi mọi người. Đây là My Life Bistro nha, đó mấy anh em đang ngồi đó nè ha. Lúc nào vô là cũng sẽ có người ngồi đợi sẵn đó, thì anh em cà phê vô luôn. Còn nếu không thì chỉ cần một vài cái tin nhắn trong nhóm thôi, là hội có anh em ra ngồi chơi ngay. Bây giờ lớp bắt đầu nóng rồi mọi người, bắt đầu mình xào nha. Mình không có phải là ăn lạng lách đâu mọi người, mà là mình đang thử cái lớp cho cái lớp nó mềm chưa ha. Má ơi, mình nói thật sự với mọi người luôn là nãy giờ mà đang set chế độ brand nha mọi người, mà cái xe nó chạy đã rất rất sướng rồi. Chia sẻ thật thì khi mà Khang ngồi lên một cái con xe nó hơi mới chút xíu, nó chưa quen control thì mình lại để cái chỗ độ thấp nhất và mình chạy nó từ từ trước ha. Giống như mới đầu nãy mình roda mình chạy từ từ từ, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu vô cái chế độ phấn khích hơn chút xíu, chứ hẳn là chế độ mạnh nhất nha mọi người. Đây, ở đây mình có một buổi chụp hình rất là dễ thương, mình đánh vô cho mọi người coi nha. Đây là những cái xe cổ mọi người. Đó, những xe cổ này người ta phục vụ cho công năng di chuyển thì ít, nhưng mà để phục vụ cho những cái vị hôn phu chuẩn bị cưới ha. Đó thì ra chụp hình rất là ok ha mọi người, rất là đẹp, rất là chill. Và cái góc này là một cái góc rất là tuyệt vời để cho mọi người cùng nhau ngắm nhìn Sài Gòn thân yêu của mình ha. Con này là GSA 1200R ha. Thì GS và GSA á, nó khác nhau á, nó khác nhau những cái thứ linh tinh, giống như bình xăng nó lớn hơn nha mọi người. À, bình xăng nó lớn hơn và cái cách mà dễ nhìn nhất á là nó có một cái hộp chìa khóa ở đây ha. Mình có thể để nó phù hợp với những cái cung đường cảm xúc nhiều hơn ha, đi xa nhiều hơn, đáp ứng nhiều hơn ha. Và cái điều đặc biệt của những dòng GS, GSA đó là xài hệ trục lắp nha mọi người, rất phê. Happy wedding nha. Ok, bắt đầu phấn khích hơn xíu rồi đó. Mình xin phép để qua chế độ road nha mọi người. Mình cảm nhận được cái ga. Dễ nhõng đầu lắm nha mọi người. Đó. Cái này mà tóc một cái là lên đầu nha mọi người. Road thôi nha. Chắc chắn là mình phải off đi cái wheelie control của xe, nghĩa là kiểm soát chống móc đầu thôi mọi người, cũng như hạ cái traction control xuống xíu. Mới có drop thôi mà mình rất là thích rồi mọi người.
Hồi nữa mọi người sẽ hiểu vì sao mà hôm nay Khang không lấy con cá voi 3 tỷ của mình đi, hay là mình lấy một cái con Hayabusa, hoặc là con Harley Davidson, thậm chí là Triumph, hoặc là con cào cào, hoặc là con xe Maxi Cutter bình thường thôi. Tại vì cơ bản hội 9-9 Khang chơi là toàn đa số những anh chơi dòng Adventure không mọi người. Tới mọi người sẽ thấy ha, đa số là Adventure nên Vương Khang sẽ đi những cái dòng xe Adventure. Mình rất thích đi con Bullrich Rada mọi người, nhưng mà Bullrich Rada B4S thì đi bảo dưỡng này ha. Mọi người quan tâm cái con Bullrich Rada đó, mình đã review cái bài trước, mình so sánh với con GS và GSA luôn rồi. So sánh một cái cách rất là khách quan ha mọi người, rất là thoải mái. Và khi so sánh vậy thì nó thật quá, thì đâm ra là xe tới giờ mình vẫn chưa bán được mọi người. Nhưng mà đối với mình cái con xe đó nó vẫn rất là nhiều cảm xúc ha. Cơ bản là vì cái giá của nó thôi, cái giá nó quá cao mà. Nếu mình là một người sử dụng á, để đáp ứng công năng mà để đi tour rồi này nọ, thì mình sẽ lựa chọn con GSA này, nó ok hơn nha mọi người. Đối với xe BMW á, thì sẽ mang lại cái cảm giác lái an toàn, cũng như là những cái hiệu năng xe mang lại cho người sử dụng ha. Tuy nhiên những cái dòng Ducati sau này họ đã tính toán đến những cái vấn đề mà Desmo đồ này nọ của khách hàng rồi mọi người. Nên đâm ra là họ đã giảm thiểu đi cái phần Desmo mọi người. Giống như Bullrich Rada V4S đó thì 60.000 mới phải Desmo một lần ha. 60.000 mới Desmo một lần cả nha. Mình đi qua đường mình xin nhanh đàng hoàng mà tự nhiên anh kia chửi bà mẹ nó. Ai cũng vội. Mình không biết mình làm gì sai luôn á mọi người. Thật sự luôn. Đây đây đây, chúng ta đã tới Jeep rồi mọi người. Jeep đây mọi người ơi. Trời ơi đừng cản tôi nha mọi người. Coi chừng vô tôi thấy xe tôi khoái quá, mua thêm một con Rubicon để có thể đi chở xe mô tô cho mọi người nha. Ok, mình để kế một con Versys nè, hay là một con MT gì đó. Wow, triple leg. Mới tới à? Để kế em luôn nè. Để kế em luôn. Bây giờ mình bịt mặt kính mít, chắc mọi người không biết mình phải cởi nhìn cái dáng đồ này nọ của mình ha. Nhìn cái dáng tay long long nè. Ồ, cái túi này rất là tiện. Lubu, hello. Giờ biết ngay thấy không? Mình nói đúng không mọi người? Thấy không? Nói đúng không? Biết ngay mà, thế nào cũng không nhận ra mình à. Hello mấy anh. Hello. Nhạc giết rồi nha mọi người. Có cô bé nào dễ thương đến phỏng vấn không? Có bé xinh lắm. Có. Có đứa đó. Có đứa đó. Có đứa đó. Set up cho em đi. Thấy gì có được bé này. Hả? Có người có nào, người có ai mà không biết. Ở áo đen đó. Ai? Nhưng mà nhóm mình ai á? Nhóm nào hả? Không biết. Đó, mình phỏng vấn bình thường thôi chứ mình có làm gì đâu. Phỏng vấn bình thường anh thế vậy. Mình lấy cái mắt kính vô đeo cho nào. Hello. Hello anh. Khỏe không? Cái câu lạc bộ mô tô 999 này mới thành lập thôi, nhưng mà mình rất là quý anh em ở đây. Cơ bản là anh em rất là nhẹ nhàng tình cảm, rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. À, mình học được rất là nhiều thứ từ những anh em trong hội câu lạc bộ mô tô 999 nha. Hello Ajinomoto. Mấy này có chạy mô tô không? Chắc chắn rồi phải không? Đó là thế nào? Đây là hội người Hoa ở Việt Nam. Đây là hội người Hoa ở Việt Nam nha. Và anh đó là người Đài Loan anh ạ? Trung Quốc. Người Trung Quốc luôn ha mọi người. Dạ. Đây là cái con xe BMW S1000R của anh trai này mua ha mọi người. Rồi vào hội 99.9 chơi nha mọi người. Đó. Anh rất là máu nha. Anh chạy xe toàn là must big không à. Must trùng tour luôn mọi người. Đó. Đang tìm ứng khen mọi người. Hello. Hey, như hồi vừa.
Ok, bây giờ sẽ vô đây mình xem thử có những cái xe gì tham gia nha mọi người. Những cái xe mà như Naked Bike và những cái dòng xe Classic như Dream này nói nha. Bây giờ mình đếm dưới đây với lại những cái dòng Adventure của mình cùng mình ha. Và sẵn đây mình coi nghiên cứu thử những cái option trên xe cũng như là những cái đồ gắn thêm để có thể tham gia một cái chuyến tour nha mọi người. À, và đây là một cái con phiên bản kỷ niệm nè mọi người. Đây, con này là GSA phiên bản kỷ niệm 100 năm nè mọi người ha. Nó có mã số luôn ha. À, no. Con này là phiên bản exclusive mọi người, mà dán cái tem vô. Đây, cái tem này là tem dán nha. Tem zin thì nó sẽ sắc sảo hơn. Ok mọi người, 1 GSA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8 chiếc bên kia, 9 chiếc, 10 chiếc ha. Đợt vừa rồi là tổ chức ở Ninh Hòa thì Khang có đi ha. Và lúc đó là đi cái số lượng xe GSA này tới 40-50 chiếc rồi mọi người. Rất là đông và rất là vui luôn mọi người. Anh em chơi cực kỳ đoàn kết luôn. Cảm ơn Siêu hôm nay đã tạo điều kiện cho mô tô Vinh Anh Vinh để có thể thấy được những siêu phẩm ở ship. Cảm ơn mọi người. Giờ mình được nhận thêm một phần quà nữa. Quá đã luôn. Dạ. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Đã quá mọi người. Được ăn, được nói, được gói mang về nữa. Câu chuyện vui. Được ăn, được nói, được gói mang về đó chị. Đúng không? Không có gì. Để cho tiểu ái. Dạ. Nếu mà về xe, cái Jeep nó còn quá mới mẻ với lại Việt Nam mình mọi người. Còn rất là mới mẻ ha. Nhưng hãng đã phân phối ở đây rồi thì nếu mà có điều kiện hôm chơi thì quá uổng luôn mọi người, thật sự. Đây là con Rubicon ha mọi người. Wrangler. Thì con này nó đã được gỡ hết, coi như là trơ trọi ra luôn mọi người. Trơ trọi luôn ha. Đây là cái kết cấu khung của con Jeep này nè mọi người. Rất đẹp. Con này không phải là con này là con 5 vỏ SUV. Và khi mọi người có thể custom một cái cách rất là dễ dàng, một cách rất là thô, làm rất là thô, mọi người chỉ cần gỡ hết tất cả cái khung của xe ra thì nó sẽ trơ trọi như vậy. Và cái này là gắn thêm nè mọi người. Gắn thêm để chi? Để cho nhìn nó có một chút gì đó hoang dã ha. Rất là phê, rất là phê luôn mọi người. Và con này đang được vô 5 cái mâm fuel. Cái mâm fuel này chúng ta có thể mua từng cái chứ không phải là bán theo bộ nha mọi người. Mình hư cái nào mình có thể mua cái đó ha. Và giá trung bình của một cái mâm này á thì nó sẽ đâu đó 8 triệu nha. Mua mâm thì mình phải mua lớp nữa mọi người ha. Thì đây cái lớp. Và cái phần đầu đang được gắn thêm một cái cản để có thể tề mọi người ha. Ra đây tôi nhờ xíu được không? Ok, nhờ xíu được không? Dưới mắt là đây là một bạn sale xịn sò của Jeep nha mọi người. Mình có thể giới thiệu tên được không ta? Hello Idol, mình là Quang. Mọi người hay gọi mình là Quang Jeep. Ok, đây là Quang nha mọi người. Hôm nay rất là được may mắn được Idol Khang qua đây quay quay clip chung nha mọi người. Thật ra mình cũng rất là may mắn khi mà được mời và rất là may mắn khi những anh em sale ở đây mua xe của mình. Quang cũng mua rồi. Đạt cũng mua rồi ha. Toàn là Ducati không mọi người. Tất cả mọi người đều biết tới Vương Khang Moto và đặc biệt là xe bên Khang chạy rất là ngon. Ok, mình cảm ơn Quang rất nhiều. Quang ơi, bây giờ mình hỏi chút xíu. Hiện tại là cái con xe này hồi nãy mình có quay sơ qua thì Quang có thể cho mình biết được đây đó có phải là cái viền bitlock zin không ta? Cái này là không phải bitlock zin nha. Đúng cái rồi. Này là giả thôi. Đúng rồi. Cái này là giả thôi. Và đây là một cái mâm lớp để trưng bày. Trưng bày cho đẹp thôi đó. Okay. Nếu mà bitlock mà zin á thì có nghĩa là mình phải mở cái vành này ra để mình đúng rồi đó đem cái viền nó ốp vô cái lớp này. Đúng rồi, để cho nó giữ lại cái lớp để đúng rồi, cho nó giống chắc chắn khi mà đi địa hình. Đúng rồi, chính xác ha. Và cái con xe này đó là sản phẩm gì? Đây là Jeep Wrangler phiên bản Rubicon, một cái phiên bản được hiểu là full option đầy đủ những cái tính năng nhất của dòng Jeep Wrangler. Mình lấy được cái là cái phần đầu của xe hay là cái cản zin của xe hay là Như mọi người và Khang thấy ở đây, đây là mặt nạ mình ốp vào để cho nhìn cái xe nó tăng cái độ ngầu lên thôi, chứ không phải là zin nha. Zin nó là 7 sọc, 7 sọc đặc trưng của Jeep. Đồ là 7 sọc cho mọi người. Đúng rồi. Mọi người thấy cái này là có nghĩa là đang là option, nhưng cái cản này, cản này là cũng là một cái option độ luôn. Đây đi thêm cái tời nữa. Đều là đồ độ hết. Thì cái tời này thì khi mà bị lúng nè, vô sình bùn rồi thì cái này nó có nhiệm vụ là nó sẽ kéo như cái xe. Đúng rồi, máng cho một cái xe khác hoặc là một cái gốc cây đó. Cái này mình sử dụng bằng điện, mình kéo cái xe lên. Ngoài cái cản và cái tời, cái ốp mặt ở đây mình có những cái ống thở. Đó, đây là những cái phụ kiện gắn thêm cho xe. Rồi, nói chung là cái con này nó đang được đổ thêm về cản trước nè, mặt nạ và thêm cái ống thở. Đúng cái rồi. Thở này với một số anh em chưa biết thì
nó chỉ hoạt động khi mà chúng ta bị ngập nước, đúng không? Mình đi vô những cái địa hình xấu. Thật ra ống thở này của Jeep, cái nhiệm vụ chính của nó là để làm cái xe cho nó có một cái điểm nhấn tí thôi. Còn cái tính năng phụ của nó là nó đưa cái luồng không khí vào trong động cơ, lúc đó là động cơ của mình nó hoạt động thêm oxy thì nó sẽ mượt mà hơn. Nói chung là nó có hút nhưng mà không đáng kể. Đúng rồi. Không đáng kể. Đúng rồi. Chủ yếu là để mát xe. Còn đúng kiểu của các anh thi đấu địa hình, nó một cái ống thở khác, xịn sò hơn. Đó. Ok, quá tuyệt vời. Hiện tại mình thấy cái xe nó đang rất là trơ trọi, nó rất là hoang dã. Như thì một cái cơ bản của một cái xe Jeep Jeep original là nó đã như vậy rồi, đúng không? Cái khung sườn nó đã như vậy rồi. Đúng rồi Khang. Cái xe này mình đã gỡ ra. Xe này thì mình đã tháo tất cả mui trước, mui sau và bốn kích cửa ra. Như Khang thấy bên đây là một cái chiếc nguyên bản đã được lắp mui rồi. Xe Jeep của mình thì đặc biệt là cái dòng SUV đầu tiên trên thế giới và duy nhất trên thế giới mở được tất cả mui ở trên ra bằng tay và bốn cái cửa ra. Thậm chí cái kính lái này mình có thể gập xuống nắp capo này luôn. Đó, Khang đi vô rừng là tháo ra hết. Đúng rồi. Và cái này là option. Cái này là để option. Đúng rồi, đây là option cửa sắt. Những anh thích đi rừng. Đúng rồi, chính xác. Độ hoang dã. Chính xác. Rất là tuyệt vời. Nghe nói Jeep là đi rừng mà có cái nội thất. Nhưng mà Quang thấy là Khang rất là phù hợp với Jeep ở nhà. Không biết là khi nào Khang thích để Khang lấy một cái xe Jeep về thôi. Có thì mình sẽ nhờ chị Ngân. Mình có chị Ngân là người chị rất là thân thương của mình. Thì luôn gặp đầu khi những cái gì mà Khang đưa ra những cái điều kiện nó ok. Chị Ngân sẽ gặp đầu, đó chính là chị Ngân hàng. Đâu phải cần chị Ngân ở đây, Khang có Quang đây rồi. Chỉ cần Khang lên tiếng thôi đó. Riêng Khang là so với những khách hàng khác nha, Quang sẵn sàng giảm giá đặc biệt cho Khang luôn. Nhưng mà trước mắt đó mình cũng phải xin chị Ngân một chút gì đó, cái gì đó mà chị Ngân gật đầu. Yên tâm thôi, chỉ khi nào Khang muốn thôi, cái này là Khang chưa thích thôi. Đã nghía con Rubicon và cái con bán tải của nó. Con bán tải để chi? Để mình vừa có thể chơi và vừa có thể chở phục vụ xe cho khách hàng. Quá. Nếu mà không lấy con Ram á, nếu mà mình chưa trải nghiệm con Ram á thì mình sẽ nghĩ tới ngay con Jeep liền. Tại vì cơ bản á là mình trước sau mình cũng sẽ trải nghiệm thôi. Nhưng mà có khi cơ bản là hiện tại mình vẫn đang đi lại khủng hoảng, mình làm sự kiện mình hiểu. Bên kia mới là cái con mà mình thích. Cái con Gladiator. Thật sự như mà nói với Khang như thế này, không cần phải đến lúc mà Khang mua đâu. Thậm chí bây giờ Khang chỉ cần nói muốn chạy thôi là đem xe qua cho Khang, đi đâu đi luôn. Riêng Khang là đem xe qua cho Khang đi luôn. Quang là anh em Jeep ha. Rất là tạo điều kiện cho Khang. Cảm ơn rất nhiều, trước mắt mình cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Khang rất là nhiều. Có thể sớm nhất anh em mình cùng chung một cái gì đó. Đúng rồi. Và cũng có thể mình là khách hàng. Tại vì trước mắt là bây giờ cái bạn xe hôm nay là khách hàng của mình, vô mình bây giờ mình cười tét miệng. Đúng rồi. Và mình chưa có được điều kiện để có thể làm khách hàng của các bạn. Mình rất là hy vọng ngày sớm nhất. Okay. Tất cả mọi người ở đây đều ai cũng biết Khang, nói chung là ai cũng biết Khang. Riêng Khang khi mà qua đây tất cả mọi người đều rất là vui rồi. Và khi nào Khang muốn sử dụng xe, bất cứ xe nào bên đây màu nào cũng có, Khang chỉ cần lên tiếng thôi. Ok, mình có đánh một vòng nữa để coi có gì hay không thôi nha. Ok, okay. Có một bạn nữ đang tới. Alo, xin chào. Chào em. Chào em tên gì? Em tên Lý. Anh Lý, ok, dạ. Chào Lý. Anh tên Khang và dạ. Anh đang muốn giới thiệu đến mọi người một cái xe bán tải. Nó có gọi là siêu bán tải đi. Lý có thể giúp anh có thể cho mọi người biết thông tin để cho mọi người trên Vui Con Mô Tô. Dạ. Ok, được. Ok, rồi trước mắt là mình có một cái con xe gì nó dài quá vậy ta. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với mọi người cái tên của nó là dòng bán tải Jeep Gladiator Rubicon. Dạ. Đây nó cũng gọi là cái biểu tượng của Jeep luôn á, nó cũng đã ra đời từ rất là lâu rồi. Thì nó là dòng Rubicon và nó sử dụng máy là 3.6 V6. Dạ. Hút khí tự nhiên. Hút khí tự nhiên nữa. Cái quan trọng nhất vẫn là cái hút khí tự nhiên mọi người. Và anh hỏi thật nha. Cơ bản là cái chiều dài cơ sở của con này với là cái con Ram Longhorn. Longhorn, dạ. Đúng rồi, thì cái con đó với con này thì con nào dài hơn? Nếu như mà xét về chiều dài cơ sở, con này nó khoảng tầm là 5m2 và con Longhorn nó khoảng tầm 5m6. Dạ, là chiều dài tổng thể nha. Dạ. Nhưng mà đúng rồi. Nó rất là có một cái gì đó nó rất là hoang dã khi là đang là cái phiên bản zin thôi ha. Dạ đúng rồi. Đây là trước này là mình đang zin hoàn toàn 100% nha. Và đa phần khi mà khách Jeep á, mua xe Jeep thì về hay đổ theo cái phong cách cá nhân hóa của mình. Có thể là anh lên một bộ mâm vỏ cho nó hay là bộ cạng tới. Chính xác luôn. Mọi người ơi, trước mắt là mình cảm thấy là cái màu của nó
hiện tại nó quá đẹp rồi. Cái màu nó quá đẹp. Nếu mà bây giờ mình chơi một cái con màu vàng thì nó cũng đơn giản như một con màu này. Anh về màu phong thủy của Khang là màu vàng. Dạ. Nên thật ra là nhiều khi á, chơi cái này màu này nó quá đẹp. Mình về có thể mình wrap lại ha. Đúng rồi. Hiện tại mình cần vô cái nội thất xe thử coi có cái gì hay không ta. Ok, em mời anh. Tiện thể cho em báo sơ luôn là hiện tại cái dòng Jeep Gladiator Rubicon này á, ở thị trường Việt Nam nó chỉ có khoảng 2 xe là mới hoàn toàn thôi. Dạ. Yeah. Đây. Nói chung nội thất của nó thôi, nó vẫn giữ nguyên cái nét nguyên bản của nó, là đa phần dùng cơ là nhiều. Và Jeep thì luôn có một cái đặc trưng đó là em lấy cái mui nắp này này của nó là 3 miếng rời và mình có thể tháo được nha. Đây. Mình tháo bằng manual một cái cách rất là đơn giản. Đúng rồi. Nếu em là nữ á, thì em cũng có thể tháo được hai cái miếng ở phía đầu này rất là dễ chịu. Chỉ có cái khúc ở phía sau này thì mình cần chắc đâu đó khoảng 3 em trai lực lượng chút đi. Ok. Sau thì nó hơi khó, nhưng mà ví dụ mà mình đang đi ở một cái bầu trời xanh biếc, một cái biển thật là đẹp thì mình gỡ ra để mình hít thở. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn thì nó có vẻ cơ nhưng mà mình chắc mất khoảng đâu đó 30 giây một phút thôi là em có thể xử lý ra được rồi. Chất liệu là cực kỳ nhẹ. Dạ. Rất là nhẹ ha. Và nhẹ. Cái nội thất quá đẹp, thực sự quá đẹp. Nó làm cho mình cái gì đó hơi hoài cổ và nó thể thao và nó đẳng cấp, thật sự nó quá đẳng cấp. Và cái này là để mình can thiệp trực tiếp vô cái chế độ của lăng. Ở đây á, trên bản Rubicon á, thì nó sẽ có hai chức năng mới riêng, đó là cái chức năng square bar điện tử và chức năng khóa B-side. Cái này mình có thể tùy chỉnh được trong những cái điều kiện mà mình đi trên cái địa hình cát hay là địa hình bùn lầy thì mình có thể điều chỉnh được cái tốc độ bén để cho mình vận di chuyển nó đơn giản hơn đây. Dạ. Mấy anh nhìn chơi rồi. Em thích quá, thật sự luôn á. Thích lắm luôn. Anh, điều kiện của anh á, hiện tại á, mình chỉ cần sắp xếp thời gian xíu, một tuần mình đi một lần, đi off cùng bạn bè với lại những anh em mà cùng đam mê Jeep như mình. Dạ. Đó là cái điều tuyệt vời nhất, thật sự là một điều rất là tuyệt vời. Vậy nhân tay làm trước đi, bên em có một hội Jeep rất rất là chăm đi caravan và chăm đi các hội luôn. Cơ bản á mọi người, những anh mà như Jeep á, là những anh nhiều tình cảm và nhiều tiền. Và thường á là có một cái cách chơi riêng của người ta. Đúng rồi, dạ. Rất là hay ha mọi người. Ok, em có thể cho anh cái giá offer của xe này. Hiện tại cái giá niêm yết của dòng Gladiator Rubicon này đang là 4.248.000.000. Và nếu như mà anh hay là bạn bè mình có nhu cầu muốn mua xe trong tháng này thì hiện tại Jeep đang áp dụng cái chương trình đó là ưu đãi 50% thuế trước bạ. Wow. Dạ. Một khoản khá nhưng mà bây giờ đâu có tốn tiền biển số nữa đâu, đúng không ta? Biển số nếu như mà mình chưa có xe biển định danh trước đây á thì là mình vẫn phải 20.000.000 để mà bấm biển. Dạ. Cơ bản là bây giờ vẫn sẽ tốn 20.000.000 tiền biển số nhưng mọi người. Ok, anh cảm ơn em rất nhiều. Ok. Rất là hy vọng có thể gặp em sớm hơn. Anh okay. Sẽ ngồi mày mò thêm chút xíu nữa. Ok, dạ. Yeah. Yeah. Ok, thì cái mẫu Jeep này là một cái mẫu xe rất là lâu đời rồi. Nó đã được hiện hữu trên những cái thế chiến ngày xưa đó mọi người. Có nghĩa là phục vụ cho khi mà cái kháng chiến còn ha mọi người. Rất là đỉnh cao. Thì sau này xe bắt đầu họ làm ra, mình cảm nhận được là họ thay đổi rất nhiều mọi người. Hồi nãy trên đường đi mình qua đây cũng gặp một chiếc Jeep, rất là tình cờ mọi người, gặp một đúng là một dân chơi Jeep. Mà một dân chơi Jeep đó, mình có thể nói là chơi cái con đó nó còn khó chịu hơn con này rất nhiều mọi người. Vì con này cơ bản á là xe mới 100%, có nhiều công nghệ mới hơn. Cái con xe kia đi á, mưa một phát một là khóc luôn nha. Còn cái con xe này đi á thì thoải mái, mà mình thao tác nó cũng rất là đơn giản nha mọi người. Và có thêm một cái hay nữa đó là khi hãng đã phân phối ở đây rồi thì tất tần tật về cái chế độ hậu mãi cũng như là bảo hành của hãng rất tuyệt vời mọi người. Nên mình nghĩ nếu anh em có điều kiện và đang tìm kiếm một cái xe bán tải ha, xịn sò thì rất là tuyệt vời mọi người. Cái nước Đông Nam Á nói chung thì chiếc Jeep là những cái xe bán tải nó rất là tiện dụng thôi mọi người. Và mình có một cái này lưu ý mình muốn nói với anh em là ví dụ anh em mua xe mới 100% thì anh em nên check cái VIN của xe trước. Ví dụ chẳng hạn như cái con xe này hiện tại nó là 2024. Ok, thì mọi người năm nay mọi người nhận luôn thì mọi người nhận xe 2024 luôn, hoặc thậm chí các bạn sẽ đưa cho các khách hàng của mình những cái xe 2023 thì chắc chắn là cái offer sẽ tốt hơn. Mọi người phải hỏi trước, tại vì khi mọi người sẽ mua xe mới nó sẽ không có đăng kiểm, nó sẽ không có hiện hữu trên cái giấy tờ, nên quý khách hàng mua xe thì phải cẩn thận chút xíu ha. Thì các bạn sale đây chắc chắn là sẽ nói cho mọi người thôi, nhưng cái đó là cái quyền lợi của mọi người nên mình cũng muốn chia sẻ tới chút xíu nữa nha. Hello nè, mình cho coi nè, cái này lên manager sale luôn chưa? Ngữ bây giờ là một cái bạn sale đỉnh cao ở đây rồi cho mọi người. Hồi trước là có Ngữ có qua bên mình mua xe không ạ? Đúng rồi.
rồi, Ngữ biết Vương Khang từ rất lâu, coi những cái kênh YouTube rồi TikTok của Vương Khang thì rất là hay, rất là quý, cảm ơn Ngữ. Nãy giờ mình đã quay được hai con xe rồi, ở đây có một cái con xe nào đã lăn bánh rồi và đang có một cái gì đó hay hay custom may cho cái xe hay hay không, có thể cho mình quay được không? Có có, mời Khang ra ngoài mình ngồi thử một cái xe. Ok, chết chết. Ok, nãy giờ là xe mới mọi người, và bây giờ mình sẽ coi một cái con xe cũ. Anh yêu của mình bên Olin nha mọi người. Anh bên Olin lúc nào cũng sắp xếp sẵn sàng để lúc nào cũng ready để phục vụ những vị khách hàng dẫn ngày như anh này. Đó. Ở đây là khách hàng luôn đúng không? Đây khách hàng của Ngữ. Đây là anh khách của Ngữ mọi người. Và anh khách này ngoài cái việc là có cái gu chơi xe Jeep quá đẹp ra, còn ảnh còn vô đồ chơi mọi người. Đang được vô cái phục Olin nó vàng vàng ra nè. Mọi người thấy không? Nó giả man quá, giả man quá. Đây mọi người, mình vào đây và núm rìu bao ở đây luôn ha mọi người. Đây, rìu bao ở đây luôn. Wow, đèn. Đèn này là mình giật ra mình mới thấy sáng luôn. Cái này là cái ớt chính xác kiểu. Thì cơ bản á, khi mọi người di chuyển trên đường, nhất là trong phố ha, thì mọi người phải che cái này lại, chứ không là sẽ bị các lực lượng cảnh sát giao thông phạt nha mọi người. Tại cái này chỉ để đi rừng thôi, tại vì khi mà nó chiếu lên rất là sáng nha mọi người. Wow, cái phục này mình phải nhờ tới một ai đó, hay là Ngữ có biết cái giá phơ của cái phụ này không? Dự nhớ không lầm thì cái bộ này nó lên quanh khoảng 160-170. Thôi để mình hỏi anh của mình luôn. Anh à, anh có thể cho em biết cái đơn hàng này bao nhiêu tiền không ạ? Cái này là bộ phụ này là Jeep Wrangler JL, là từ 2018 trở lên đó là 169 triệu, bao gồm 2 năm bảo hành và 60.000 tạo dưỡng, cái số tạo dưỡng. Wow, tuyệt vời. Hiện tại nó là 4 cái đúng không anh? 4 cái là 4 cái phụ. Yeah, lò xo thì sẽ xài upgrade cho riêng cho tại cái này là cái phần nó có hai phần, một phần là 2.5 đến 3 inch, còn yeah, một phần kia là 3.5 đến 5 inch. Oh, ok, em hiểu. Thì cái đó là mấy bạn thích đi off road mà đi. Dạ. Yeah. Cái okay, em hiểu. Đó, còn yeah, cái này là đi ngoài đường. Cơ bản là bây giờ là 4 cái là bao nhiêu tiền? Là 160, cái này là 169 triệu. Rồi, ok, em cảm ơn anh rất nhiều. Em giận luôn, em giận luôn. Mọi người, cái con viên nước S1000RR M Performance của mình á, mình lên một cây phục thôi mà nó là 350 triệu, mà là phục cũ nha mọi người. Mà cái này có 4 cái luôn, mà nó chỉ có 100 mấy chục triệu thôi mọi người. Rất là phù hợp luôn. Và khi mọi người gắn vô rất là dễ thấy. Cái xe nó lộ ra quá nhiều ha mọi người. Anh ơi, anh quá đẹp trai, anh quá đẹp trai. Em chúc anh có những cái trải nghiệm tuyệt vời trên Jeep. Ok anh, dạ, em cảm ơn anh. Đã quá mọi người ơi. Trời ơi, thiệt luôn á. Phê quá à. Còn cái lò xo này nếu mà mình thích mình có thể chơi cái lò. Cái lò xo mình thích lò xo vàng cũng được đúng không anh? À, thì cái đó là nhiều người ta chơi, người ta tháo ra, người ta sửa. Ờ, cái đó customize thôi, đơn giản. Ok anh. Ok, tuyệt vời, anh đi thử với khách nha. Ok, tuyệt vời quá mọi người. Anh Quân là bên Olin mọi người. Olin Việt Nam mình nha mọi người. Anh support rất là tốt, và kể cả những bạn kỹ thuật ở Jeep mình làm việc cũng rất là năng nổ mọi người. Đã quá. Không, nếu mà mua cũng hợp lý mọi người. Tại vì cơ bản á, một cái phục Jean á, nó cũng đã tốt rồi, nhưng mà khi mà mình chơi một cái phục option á, nó vẫn đỉnh cao hơn nha. Đẹp quá. Ok, ở trong kia là cái khu service mọi người. Và thường những cái hãng lớn á, thì vô khu service là không được quay ha mọi người. Đa số là không được quay ha. Mình chia lia ở ngoài đây xíu ha. Đây có một con màu vàng rất là đẹp. Ok, mọi người thấy sao về Jeep? Mọi người thấy Jeep có đáng chơi hay không? Mà mọi người đã có cái trải nghiệm gì với Jeep rồi thì có thể comment bên dưới để chia sẻ cùng Vương Khang và các bạn cùng kênh nha. Ok, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngồi uống cà phê. Thoải mái, trời ơi. Chỉ sợ là không có người qua thôi chứ cà phê là muốn bán. Thoải mái đúng không? Ở đây có gì hay không? Rồi RAM này chán rồi. RAM này mà có gì RAM mà mâm zin này là mình không thích rồi. RAM này mà đến mâm zin nhìn không thích rồi, nhưng mà nhìn thôi thì mọi người nhìn nó hầm hố quá ha. Pro hiện tại á là bên Jeep của mình là đang phân phối công ty của mình. Tổng là mình phân phối tất cả những dòng xe gì? Thì hiện tại thì Jeep Việt Nam Automobile là đang phân phối chính hãng hai thương hiệu nổi tiếng thế giới, đó là Jeep và RAM. Là Jeep và RAM, cái dòng đúng rồi, cùng công ty mẹ FCA. Ok, và hiện tại xe của hãng là được bảo hành bao lâu? Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 cây. Cái này tới trước hết trước. Hợp lý mọi người. Mọi người nghĩ sao nếu mà Vương Khang bán xe cũ mà đi bảo hành 3 năm mọi người? Thì chắc có thể là khách hàng là sẽ là cái người mà được hưởng lợi nhiều nhất ha. Thì đây là cũng một cái lý do rất là hay khi mọi người mua xe được phân phối chính hãng. Nhớ mọi người, những cái xe mà mọi người chơi độc lạ hồi xưa là phải nhập tư nhân. Thì nhập tư nhân cực kỳ. Bây giờ thì là chính hãng luôn. Như cái dòng RAM này là cái dòng bán tải tập trung chính hãng duy nhất hiện tại. Chính xác mọi người. Ok, mọi người có thể tham khảo qua bên website của Jeep và RAM nha mọi người ha. Đây là Jeep Việt Nam Automobile.
Và mình hiện tại mình đang ở quận 4 và mình là Vương Khang. Mọi người thấy video này hay thì like và share video cho mình nha. Và bây giờ mình vô mình tiếp tục chơi với anh em này coi có gì hay hay, nhiều khi mình lại có phần 2 cho mọi người coi thì sao. Ok mọi người, và bây giờ là tiếp tục cuộc chơi, đúng không em Dạ? Tiếp tục cuộc chơi, chúng ta sẽ đi qua Sala, không qua bên Zip nữa mà là qua bên Bim Đức mọi người. Và đó mình sẽ quay diễn biến cho mọi người coi cái lực lượng hùng hậu của anh em câu lạc bộ mô tô 999 sẽ ra sao. Nhiều xe lắm nha, bây giờ ra cập nhật quá trời xe luôn nè, một đống xe luôn nè, thấy không? Nhiều hơn hồi nãy nha. Và các chú, các anh bên Harley Davidson đã đi về rồi mọi người. Các anh đã đi về rồi ha. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển thôi.